Ok, bây giờ còn hai câu hỏi nữa em muốn hỏi chị á, là thứ nhất là mấy bạn á, có một số bạn thì chị cũng biết rồi, cũng làm với công ty của chị rồi, là họ ở bên Úc, họ học cho đã rồi cuối cùng không ở lại được rồi về. Đợt kỳ rồi thì có một bạn người Hải Phòng đó, em giới thiệu qua chị đó, học cái này học cái kia cho đã rồi cuối cùng đâu ở lại được đâu, xong rồi thì cũng đi về Việt Nam làm mấy năm rồi bây giờ cũng có ý định qua lại Úc. Thì mấy bạn đó là đa số là có bằng đại học hết rồi, học để mà lấy tiếng rồi xong rồi có bằng cấp ở Úc rồi này nọ rồi về Việt Nam, chứ em thấy học nó không có giúp mấy bạn được ở lại. Bây giờ nói thiệt luôn với em là những cái trường hợp mà đã học ở Úc xong rồi không định cư được rồi quay về Việt Nam rồi phải quay lại nước Úc bằng cách này cách kia thì cũng đầy. Tại vì bây giờ bao nhiêu ngành nghề định cư của Úc nó có giới hạn mà. Nên nó đâu thể nào mà tự nhiên lại cứ học ngành nào cũng được định cư hết thì nước Úc cũng thực sự luôn cũng không có cách nào để mà giải quyết được cái lượng người ở lại định cư nhiều như vậy. Cho nên bây giờ nếu như các bạn nào đã học ngành nghề đó mà không được định cư thì bây giờ một là học lên, còn hai là đi về đây làm một số năm kinh nghiệm mà ở cái ngành nghề của mình nhưng mà phải học tiếng Anh cho giỏi lên. Rồi sau đó mình mới chuyển tiếp qua cái chương trình định cư. Ở đây chỉ có những trường hợp là học ở Úc xong định cư không được về Việt Nam đi học nghề bếp, đi làm nghề bếp lấy mấy năm sau rồi chuyển vào Úc định cư, họ định cư được. Mặc dù tốt nghiệp ngành IT công nghệ thông tin luôn mà điểm định cư ngành công nghệ thông tin quá cao họ cũng không định cư được. Họ quay về Việt Nam, họ vẫn theo cái nghề phổ thông mà họ lại định cư được. Ba thứ mình phải nghĩ tới: một, bằng cấp; thứ hai là kinh nghiệm làm việc; cái thứ ba là tiếng Anh. Thì tiếng Anh họ có bằng cấp, họ có bằng cấp họ đi theo nghề khác không định cư được, họ phải học lại bằng cấp nghề nữa, rồi cái nghề làm việc học cũng phải có, thì ba thứ đó mới làm được visa lao động, mới học được định cư, đúng không? À, cho dù anh có tốt nghiệp đại học ở Úc thì cũng thế thôi. Những người học ở thạc sĩ ở Mỹ rồi về đây rồi đi qua Úc đi du học lại một cái ngành nghề ở định cư rồi chưa thấy gì mà. Hoặc là tốt nghiệp thạc sĩ ở đây rồi giờ người ta phải học lại cái nghề phổ thông để định cư cũng cũng bình thường mà. Còn anh này anh tốt nghiệp ở đại học ở Úc thì anh có sang hơn biết ở đâu, chẳng qua là anh ta có một khoản tiền và một khoảng thời gian đầu tư để đi ra nước ngoài học thôi, chứ còn về về cái kinh nghiệm làm việc anh ta cũng chưa có. Anh ta chỉ học mới cái bằng thôi, anh ta có gì để đủ điều kiện, anh ta có được tiếng Anh, anh ta có được cái bằng, nhưng mà bằng đó là bằng của cái nghề không được định cư, thì cũng quá cha là một cái người ở Việt Nam đi học có bằng đại học ở Việt Nam và cũng có tiếng Anh giống như người ta. Tại Việt Nam bây giờ nhiều người học tiếng Anh còn giỏi hơn cả du học sinh Úc. Vậy thì chỉ có là về lại đây chấp nhận học lại làm lại một cái nghề gì đó rồi mình đi theo định cư theo nghề chuyên môn đó, hoặc là bạn sẽ phải về đây làm việc vì ở Úc xin việc làm cái nghề ngành nghề chuyên môn ví dụ như là quản trị kinh doanh marketing gì đó, Úc xin việc khó quá đi rồi về Việt Nam đi kiếm một công ty làm cho nó trọn vẹn cái ngành nghề đó cho nó có cái nghề làm việc cái đó, rồi sau đó lại là có tiếng Anh rồi có kinh nghiệm làm việc rồi mình lại xin việc làm lại một cái tổ chức khác của nước Úc ở cái ngành nghề marketing đó chẳng hạn thì nó là ok, chứ còn còn cứ lưu bưu ở bên đó hoài không biết kiểu biết được gì cả. Còn nếu như bạn nào mà còn đang ở ở Úc ở cái visa có khả năng được chuyển đổi được visa làm việc thì chẳng hạn 485 thì cứ quán chuyển từ 485 thì chuyển qua 491 của SBO đi là visa đầu tư 100.000 đó thì họ định cư, chứ họ đi họ học quản trị kinh doanh họ không chịu chịu đầu tư một số tiền 100.000 để họ mua một cái shop ở bên một cái vùng giống như Queensland họ Tasmania họ định cư mà họ bò đi về đây thì họ ráng họ chịu, còn nếu về đây thì họ ta đi đâu đi theo nghề nghề chuyên môn khác cũng phải có ba thứ kinh nghiệm tiếng Anh và bằng cấp. Hôm bữa em có gặp mẹ bạn phụ huynh đó, chị nói thôi thì chị đang tính đầu tư cho con chị học lên thạc sĩ, lên tiến sĩ luôn em. Cái em cười quá trời. Chị ấy nói là bây giờ chị muốn cho con đi định cư nhưng bây giờ chị nói ừ vậy thì có học Úc học thạc sĩ lại, học thạc sĩ của cái ngành mà nó liên quan ngành tài chính đó là ngành cái ngành business analytics á là phân tích dữ liệu kinh doanh cái bên ngành ICT là bên công nghệ thông tin á, học thạc sĩ thì bạn có thể đi được vì nó cũng dính tới một một mảng của trên cái phần tài chính tiến tầng chính của bạn. Người mẹ mới ngồi suy nghĩ để nếu học thạc sĩ thì học phí bao nhiêu, rồi học xong ra rồi có xin việc làm được không, có định cư được không, nghĩ tới nghĩ lui kiểu vậy thì thôi không học được đó thì học qua ngành khác đi chị, học đi rồi ở đây đi làm hồ sơ việc làm đầy đủ rồi vài ba năm sau đi định cư cũng được chứ vội vã đi đâu. Đi qua kia mà lỡ định cư không được rồi tốn thêm một mớ tiền nữa thì lại tốn tiền của chị thôi. Đó là chị ấy nói chuyện với chị và chị cũng vạch đường rất là rõ ràng, rất là chi tiết cho chị ấy. Xong cuối cùng là như là thôi để từ từ. Bạn ấy nói với chị là con cũng muốn đi học nhưng mà mẹ nói để chờ cái đã, để mẹ kiểm tra lại. Sau đó thì bữa giờ chưa có đăng ký. Em mới nói đơn giản thôi à, mọi người cứ suy nghĩ phức tạp. Em nghĩ là cứ học một cái nghề nào đó có tay nghề rồi cứ đi làm cho có kinh nghiệm, rồi xong nếu mà là không muốn định cư trực tiếp thì qua 482, còn thôi thì 491, cứ vậy mà làm đơn giản. Và chị thấy đó, cách đây 3 năm thì lúc bắt đầu là mình làm việc chung với nhau á, là thấy có vài bạn là bây giờ là có thường trú rồi, là có nhiều bạn là qua bên này rồi ở là làm việc mức lương cao rồi. Sao mấy bạn không chọn mấy cái đường đơn giản mà cứ nghĩ mấy cái đường phức tạp?
học lên cao học, mấy bạn toàn chọn mấy con đường khó để đi, trong khi đó mình đã đi, mình có nhiều kinh nghiệm, mình thấy rồi, mình nói đường đơn giản thì không chịu đi, cứ đâm đầu vô đường khó không à. À đó, bởi vì là họ nghĩ là nó đi đúng đường chính ngạch rồi họ họ sẽ có một cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Dĩ nhiên ai cũng muốn có chuyện đó chứ không là không, nhưng mà cái cơ hội việc làm ở Úc ở những ngành nghề chuyên môn cao nó không có dễ, tại vì mình đi cạnh tranh với cái đám nước ngoài nhập cảnh vào Úc rất là đông đúng không? Ở nước phương Tây phát triển hơn, nó ngang ngửa với mình, đâu có, nó hơn hẳn tiếng Anh của mình, cái trình độ kinh tế chính trị xã hội là văn minh nó cao hơn mình, đi qua nước Úc nó sẽ giỏi hơn mình đúng không? Hầu như là vậy. Khó cái khả năng là cạnh tranh được chứ vậy không nói là không phải là không, ai cũng không cạnh tranh được. Thì chỉ em nghĩ là chỉ đâu khoảng chừng 2-3% là mới xin vô mấy công ty nước ngoài mà cũng làm ở vị trí thấp và không có làm vị trí cao đâu. Em đã từng làm ở trong mấy công ty Big Four rồi làm mấy công ty lớn em cũng hiểu rồi. Thì mình mới chọn cái con đường nào cho nó dễ để mình đi và chọn con đường nào sáng và có cơ hội để sau này phát triển nữa. Chứ các bạn đâm đầu vô học đại học rồi xong rồi cạnh tranh với mấy người local là cạnh tranh không nổi rồi. Cái nghề bếp, nghề bánh đó chỉ giúp biết bao nhiêu người có visa 190 vậy rồi, có anh chị Tâm đó. Thì qua bên đây đi làm hai anh chị. Quên, Tâm dạ. Là dân IT đó. Chị nói em. Đó, cũng Tâm IT là học ở Sydney đó. Dân IT ra. Xong rồi bây giờ làm bánh, thấy cuộc sống hạnh phúc, cười tươi quá trời luôn. Qua đây gặp là cười à. Hồi xưa làm IT chắc mặt nhăn nhó đó. Đâu, đơn giản rồi. Thì hồi xưa anh không biết thôi, anh mới đi học IT thôi, chứ học IT đã là gì, nghe rồi xong rồi chi cho mệt vậy. Là mấy việc này đơn giản, hay là chồng bây giờ mua nhà, mua cửa, con cái rồi. Mà hai người đó thực ra ở Việt Nam nha, họ rất là đầu tư nha, họ mở cả tiệm bánh luôn á, họ chịu khó lắm. Khi họ học nghề á nha, là họ đã làm một cái việc là mua cả một cơ sở, rồi người ta luyện tập, rồi người ta đầu tư làm bánh, bán bánh, xưởng xuất bây giờ vẫn còn ở Việt Nam đó nghe Tâm. Nghĩa là hai vợ chồng đó rất là tốt, nghĩa là họ làm một cách chuyên nghiệp luôn á, họ học bánh nhưng mà họ làm việc được, sau đó họ mở tiệm bánh. Rồi khi mà họ đi qua nước ngoài thì tiệm bánh của họ vẫn còn hoạt động ở đây. Ở tương lai em có nói chuyện với anh chị đó, tương lai anh chị đó nói để khi nó ổn định chút xíu là mua nhà xong là anh chị mở tiệm bánh hoặc là làm thêm thứ bảy nhật rồi này nọ để mà phát triển cái nghề này lên mà. Thì cái nghề này em ở nước Úc nó phát triển lắm nếu mà chịu khó làm. Em thấy bạn bè của em làm á, thứ bảy chủ nhật họ ở nhà họ làm mỗi ngày, mỗi tuần làm 10 cái bánh, mỗi cái 300-400 đô á chị, có cái thứ 600-700 đô một cái rồi. À, mấy bánh trang trí, mấy bánh trang trí đúng không, thì xứng đáng với cái công sức của mình và chi phí mình thì không có bao nhiêu cả. Rồi ok, bây giờ em hỏi chị thêm một câu nữa là mình nghĩ là thì vừa rồi đảng lao động lên đó thì bây giờ tất cả mấy cái hồ sơ doanh nhân cứ ngắt hết trong vòng một năm nay rồi, thì giờ tương lai nào thì có mấy anh chị doanh nhân á, một số anh chị không có khả năng học tiếng Anh thì không nói rồi, mà một số anh chị có khả năng học tiếng Anh á thì bây giờ họ đặt câu hỏi cho em là bây giờ phải đợi thêm 3-4 năm nữa để nó bầu cử lại hay bây giờ có con đường nào khác không? Không giờ đâu, tính sao? Nó luôn là đảng lao động nó đang muốn giải quyết vấn đề về tuyển dụng lao động thực sự, nước ngoài có kỹ năng để hỗ trợ nước Úc phát triển thôi, nhưng mà nó cũng không phải là không có nhu cầu về tài chính ấy đâu. Chị nghĩ năm nay quota nó chưa có phân bổ, để nhất cái thứ hai nó chưa có một cái chính sách mới để mà giải quyết cái hồ sơ tồn động cũ 188, chứ năm sau thế nào nó cũng mở là thương nhân à, không lý gì mà đóng hoài, tại vì nó thì cung cấp tất cả các nước luôn, thương nhân vẫn là cái nguồn tài chính mà ổn định nhất để mà vực dậy kinh tế. Nước Úc sau đại dịch Covid thì cũng rất là thiếu vốn, cho nên chị nghĩ là trong vòng dài 3 tháng nữa là nó cũng sẽ lấy lại cái visa đó cho cái người lao động đầu tư. Cho nên anh chị nào mà có khả năng tài chính và có thể muốn đầu tư thêm diện thương nhân thì cứ vẫn phải chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đi, chỉ sợ những anh chị nào mà lớn tuổi rồi thì nó sẽ không kịp hồ sơ thôi, chứ làm gì cũng không có cơ hội bằng cái visa đó. Visa đó chẳng là cái visa gì mà chính phủ Úc là hạn chế cả. Đảng lao động thì nó cũng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong thời điểm mà hậu Covid thiếu nhân lực trên nước Úc trầm trọng, thì nó dành cái quota đó cho những người lao động, và nó xem nặng ở cái vấn đề là cái người nhập cảnh vô nước Úc là phải là những người có năng lực làm việc. Nó không nhất thiết phải là tiền nhiều đem vào mà người ta chỉ có biết cái chuyện là kinh doanh bất động sản hoặc làm những cái gì đó, mà nó cuối cùng nó lại không có tạo được công ăn việc làm, rồi nó cũng không có đưa vào kỹ năng vô trong việc lĩnh vực mà chuyên môn mà để có thể phát triển kinh tế xã hội nước Úc, thì nó hạn chế ở một phần nào đó thôi. Dù gì nữa thì chị nghĩ trong vòng một năm tới, nửa năm tới cũng có thể là nó sẽ quay lại con đường của visa Betunion. Cho nên là mình cũng hy vọng là tất cả các khách hàng của mình, tại vì ở đây cũng có nhiều anh chị học cũng đang chuẩn bị hồ sơ để đi á, cho nên là mình cũng phải sắp xếp trước hồ sơ, giấy tờ chứng từ. Chị cũng đã nói mấy người là chịu khó một tí xíu rồi chờ khi nào mà nó cho vô mở trong cái chương trình mới đó, mở cái chương trình đó lại thì chúng ta lại là apply, nhưng mà đừng có giờ nghĩ là nó không mở, nó sẽ mở đó, nhưng mà phải chuẩn bị trước hồ sơ đi,
chứ đợi đến khi nào mà nó mở ra thiên hạ mấy năm nay dùng một đống cả năm dùng một đống bây giờ là lại là không có suất, tại vì nó hết hết liền, quota nó sẽ giới hạn. Họ phải cũng phải chuẩn bị giống như bốn số hai nói gì hè cho cả đóng vô rồi chỗ người có người không chứ làm sao bây giờ, đúng không? Thì phải chuẩn bị hồ sơ trước, mọi thứ phải chuẩn bị available sẵn hết rồi làm việc với các luật sư xem được cái vùng nào cái quota còn sót lại mà nó có thể mở trong năm nay hay không, hoặc là qua năm sau là thế nào nó cũng sẽ quay lại thôi, chứ không có giá gì mà nó không lấy thương nhân vô hết trơn. Dạ 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 Rồi nha Tâm nha, vậy mình dừng ở đây, bye bye Tâm. Rồi, cảm ơn chị.